Ê, con quỷ nhỏ. Ừ. Mày tính đi đâu nữa hả? Dạ. Em đi công chuyện xíu về hai ơi. Đi công chuyện vậy? Mày tới phao bao xài nè. Rồi chút xíu đi, muốn đi đâu đi? Trời ơi, chơi. Bảo rằng gặp ông có sai sai à. Lâu lâu mà, tôi biết còn công chuyện nữa. Có nửa tiếng hồ bà trai. Mỗi lần kêu mày cái mày càng nhăn 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 à. Thôi lẹ đi rồi, muốn đi đâu đi, tao còn đi đám cưới rồi đó. Đi lẹ nha, còn đi công chuyện nữa đó. Tối nặng đi, tao tiếp nhăn nhăn hoài vậy trời. Tao biết sai. Chuyện gì vậy? À, chết mẹ ơi. Tao quên cái bao ở nhà. Mày lấy chạy chấm lấy bao sao được không? Ông tối ngày coi như đó cũng quên nữa. Biết rồi trời. Đi đâu cũng không cái chuẩn bị cho. Cái thằng bắt gáo rồi làm gì cái gì kia chấm lấy bao rồi gì cái gì kia ra đó trời. Mày lấy bao giờ lâu ra? Là mày ngủ chổng luôn hả vậy? Anh kiếm muốn ngã cái phòng luôn mà có cái không bà. Cái gì vậy? Tao để bao nhiêu đống ở bên mà sao mà làm gì đó chỉ có một cái. Thì tôi thấy có một cái. Thì lấy một cái chứ đâu có nữa mà lấy. Nói gì chạy. Nói gì tức luôn chạy. Tao để mà sao nhiêu đống bao vậy. Nghĩ sao mà lấy một cái. Mày lấy bao gì đâu mà lấy con coi. Thấy công chuyện rồi. Thì tôi lục trong phòng ông tôi thấy có cái bao này nè. Tôi lấy luôn. Mà. Cái gì vậy chạy. Ơi chạy cái bao này của bao của tao. Chạy. Nghĩ sao vậy chạy. Nghĩ sao mà đi lấy bao này ra. Chứ lấy bao nào nữa. Mày chạy chẳng lấy bao ngoài sau vậy đâu. Ba đừng có thao, chạy ra chạy trong phòng của thao có một cái mà mình đi lấy gì vậy? Sao tôi mệt quá, trời mệt rồi. Sai sai sai, lấy bao này không chịu nữa. Lấy bao khác nó mệt thì chứ. Trời nội có ngày sai sai hoài mệt quá. Rồi mày coi về bao ở dưới nha. Để tao bao cho đây cho xong lẹ đi rồi về còn đi đám nữa. Rồi, bây giờ em bao đây trước nha anh hai. A few moments later. Em bao về anh thấy được chưa anh hai? Cái thằng này. Trời ơi, cái bao lấy bao xài vô mà làm gì lấy bao bao xài á. Với bạn trong xu ngu gì vậy trời. Mày đi ra đi bay, khỏi làm gì á. Sao kỳ ta? Ông kia mày lấy bao. Mày lấy cái bao đúng rồi. Sao ông chửi mày kỳ trời. Hey. Ừ. Hey. Cái gì hả ông nội? Ông ở nhà coi làm cỏ nha. Tôi đi chơi xíu về ạ. Mà tối ngày á, mày lo đi chơi mà. Mà ông lo làm công việc trước tao chứ. Có hồi mối nè, cái loại á, nó căng xài nè. Mày đem thang căng xài giùm tao đi. Thôi mày lấy cái bao xong đi rồi bà đủ đi rồi đi. Tối ngày sao mày à? Ông làm anh tôi hơi lâu rồi nha. Má sao mày thức mình chứ. À, tối ngày sai sai hoài á. Kêu từ nãy giờ ra đây, nãy giờ không thấy ra đâu chứ. Tới tới. Tới ai? Mới đây đâu có tiền chạy. Rồi rồi, tới công chuyện rồi. Cái này ông đuôi đó, tôi ngồi đây một cục không thấy hả cha. Rồi cái tôi đem thang ra, đem ra cho. Cha ơi, thang này nè cha ơi. Tao thấy hàng đâu. Đây nè cha ơi, ông đuôi vừa vừa thôi. Nằm một đống này không thấy hả. Mày giỡn mặt ở đây hả, thang đâu. Trời cha. Đây nè, cha đuôi vừa phải thôi, nè. Đó, thang đâu đó, vừa bụng chưa. Trời ơi, lịnh chơi. À, giết tờ hồ luôn tớ ơi. Mà không gì không rồi, rồi quá trời ơi. Mày nghĩ sao thôi, mà không làm gì mà làm luôn đi bê. Giết mày đi quá trời đi luôn rồi. Ông nghĩ sao mà ông có khùng vậy. Đi bẻ xài mà ông kêu tụi em than ra gì nè. Trời ơi, khùng đâu khùng. Ông mới khùng á, biết tôi khùng. Anh hai ơi. Ừ? Cho em mượn xe. Em đi uống cà phê với bạn gái xíu về nha. Mà đi chút xíu mà về tao nghe là lẹ nha. Công việc cà lứa vừa không chịu lo làm. Lên cho bạn gái đi uống cà phê. Gảnh quá ha. Biết rồi chơi. Ông mỗi lần mượn xe ông cái ông nhai nhai này kia. Tôi đi xíu về liền cha ơi. Ở nhà coi giường giường tụi em nha. Em đi tới xíu về liền. Ai Tấn. Ừ. Mày chở bạn gái đi chơi uống cà phê là sao về này làm gì là về mà khóc miếng máu vậy. Chết thằng này ơi. Hả? Cái gì. Con chở bạn gái mày sao mày chở đi uống cà phê mày. Mày chết hả. Ê, trời ơi, làm gì để chết hả? Hả? Gì cha? Bạn gái tôi chết nào ông nội? Sao mày mới nói bạn gái mày chết? À? Trời ơi trời, chết ở đây á, là công an bị bắt xe tôi rồi. Cái gì? Bị bắt xe đó hả? Rồi, nè. Trời ơi trời, mấy lần đưa cho mày bụi xe là bị bắt hoài vậy trời? Sao mà đỡ? Bản thôi, cô đồng đi. Trời ơi trời, chết cho luôn rồi. Mà mày lý do gì mày làm gì bị công an bắt mày nữa hả? Thì em vượt đèn đỏ á. Em vượt đèn đỏ công an bắt em luôn rồi. Cái đó mình đi ra đường á, mày chạy chân này xe đèn đỏ á, thiệt mày thấy người ta gần mày chạy, mày ra chạy thì mày chạy, mày làm gì cái chứ không ai bắt mày. Trời ơi trời, ngu gì vừa phải rồi trời ơi. Thì đó em cũng nghe lại anh hai vậy đó, cái chạy tới đèn đỏ đúng không, ai cũng ngừng lại hết trơn á. Ừ đó, cái tự nhiên ở đâu có chiếc xe kế bên nè, tự nhiên thấy nó chạy
cái tao trên cái em chạy hết luôn. Chị cái công an bắt nó luôn rồi. Mà nói chuyện vô nghe vô lý vậy trời. Nói chuyện mà nghe nghe tức luôn á. Mày nghĩ sao mà ha, vô đèn đỏ mà công an không bắt kia. Mà mày bắt xe mày. Thì bởi vì em tức cái chỗ đó đó. Mà kia chạy xe chị mà nó bắt. Nó chạy xe cấp cứu. Cái gì? Xe cấp cứu hả? Ờ. Chạy ra chạy. Xe cấp cứu chạy đúng rồi cha cha. Cha nghĩ sao chạy không xe cấp cứu đèn đỏ. Trời ơi, ai biết đâu hổm anh hai nên nói em mày chạy đi thấy xe gì ngừng mà ngừng thấy xe nào chạy chạy. Em mới nghe lời anh hai em mới chạy luôn. Mày đưa cho tao mày lấy tiền ra mày mày chụp cái xe lên vậy đâu. Rồi nghe rồi. Trời ơi, tao muốn lại luôn á chứ ơi. Mỗi lần đưa xe cho mày là cái mày tao giờ là bắt xe rồi không?